Liên quan đến thông tin ngang nhiên phá tan bãi bồi ở xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau mà báo Thanh Niên Online đăng tải, chiều ngày 2 tháng 2 năm 2018, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Cà Mau có báo cáo kết quả xác minh vụ việc. Theo báo cáo, hộ dân có hành vi vi phạm là hộ ông Nguyễn Văn Lăng. Ông Lăng đã tự ý chặt trắng 840m² cây mắm tái sinh trên đất bồi ven sông, đưa cơ giới vào cuốc, khoan đất, tạo đường kênh ngang 3m dài 70m ở phía sau phần đất cho thuê. Ngày 10 tháng 1 năm 2018, Ủy ban Nhân dân xã Rạch Chèo đã lập biên bản vi phạm hành chính và thu giữ tang vật vi phạm. Ủy ban Nhân dân xã ra quyết định xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Lưu là chủ phương tiện bơm bùn hút bùn cho ông Lăng. Theo báo cáo, diện tích cây mắm bị chặt do là cây tái sinh ven sông, không thuộc phạm vi quản lý của hạt kiểm lâm huyện Phú Tân và cũng không thuộc khu vực quy hoạch đất rừng. Ông Lăng cho biết việc đào kênh nhằm mục đích chống trộm. Tuy nhiên, theo nhận định của đoàn công tác, việc đào khoan đất của ông Lăng là để tạo bãi nuôi sò mới liền kề phần đất ông Lăng thuê, chứ không phải đào kênh chống trộm. Đồng thời, báo cáo cũng kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân xem xét xử lý trách nhiệm quản lý địa bàn của Ủy ban Nhân dân xã Rạch Chèo, khắc phục sai phạm, chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh để xem xét đề xuất biện pháp quản lý trong việc cho thuê đất nuôi sò trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.